6,4 triệu đồng là mức giá của chiếc điện thoại Realme GT Neo 6 SE à, Cái phiên bản mình đang có thì là phiên bản sách tay chứ không phải là phiên bản chính hãng anh em nhé Và mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh em Mobile City Bởi vì đã cho bọn mình trải nghiệm nhanh cái chiếc điện thoại này Với một chiếc điện thoại có mức giá tầm khoảng 6,4 triệu đồng Trong cái phân khúc này thì chúng ta có thể so sánh nhanh mẫu máy này với cả một số chiếc điện thoại khác Ví dụ như là Redmi Turbo 3 này hay là OnePlus A3V thì mình thấy rằng cùng một phiên bản đó chính là 12256 thì chiếc máy này sẽ có mức giá cao hơn một xíu so với cả Redmi Turbo 3 còn nó sẽ thấp hơn một xíu so với cả OnePlus A3V. Vậy thì trong video ngày hôm nay hãy cùng mình đánh giá nhanh mẫu điện thoại này và để xem là nó đã khắc phục được những cái vấn đề mà những phiên bản tiền nhiệm có gặp phải hay không nhá. Rồi, bắt đầu thôi. Đi vào yếu tố đầu tiên thì mình thấy rằng cái chiếc điện thoại này nó vẫn giữ nguyên được những cái DNA những cái chất riêng từ phiên bản Neo 5 SE đó chính là về phần màn hình trên thông số thì chúng ta sẽ có một màn hình AMOLED với công nghệ LTPO và kích thước cực kỳ lớn trong phân khúc đó chính là 6,78 inch cùng với đó là tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa trên thông số nhà lên tới là 6.000 nits còn nếu các bạn sử dụng cơ bản thì nó sẽ loanh quanh đâu đó tầm khoảng là ngàn năm cho tới là ngàn sáu mình thấy rằng có ba yếu tố về phần màn hình cái chiếc điện thoại này vượt trội hơn so với cả hai đối thủ còn lại trong phân khúc thứ nhất là và công nghệ màn hình ltpo thứ hai đó chính là kích thước lớn nhất trong phân khúc 6,78 inch và cái thứ ba đó chính là trên thông số độ sáng của nó thì cực kỳ là vượt trội à, với những cái tác vụ sử dụng thực tế của mình trong studio trong văn phòng ấy thì mình thấy rằng anh em chỉ cần bật mức đó chính là tầm khoảng 60% độ sáng thôi là đã đủ nhìn tất cả những cái thông tin cơ bản rồi còn nếu các bạn sử dụng ở điều kiện ánh nắng ngoài trời Hà Nội ở thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng anh em tăng lên một xíu tầm khoảng 80 là đã quá rõ để nhìn rồi và trong quá trình mà mình sử dụng ấy thì mình thấy rằng ánh nắng ở Hà Nội hiện tại ấy là nó chưa làm khó được cái màn hình của chiếc điện thoại này để xảy ra hiện tượng ví dụ như là lóa này hay là khó nhìn. Còn nếu bạn sử dụng cơ bản ví dụ như là xem video hay là xem phim giống như mình thì mình thấy rằng màu sắc của cái màn hình này nó khá là tươi, nịnh mắt nhưng mà nó không bị quá rực. Tuy vậy một cái nhược điểm khá là cố hữu của những chiếc điện thoại giá rẻ hay là tầm trung đó chính là cái vị trí đặt vân tay ấy. thì như anh em thấy nó được đặt hơi thấp đúng không? Thế nên là mỗi lần các bạn muốn mở khóa thì chúng ta lại phải kéo cái ngón cái xuống thấp một xíu để mở khóa. Hơi bất tiện một tí nhưng mà điều này thì cũng dễ hiểu thôi. Bù lại thì mình lại khá thích thiết kế của cái màn hình này. Nó vừa mỏng nó vừa gọn ở cả bốn viền cùng với đó đây là một cái màn hình cong chứ không phải là một cái màn hình phẳng thế nên cái cảm giác hay là cái thao tác khi mà các bạn vuốt từ trái là qua phải thì nó khá là đã Chuyển sang yếu tố tiếp theo đó chính là về phần hiệu năng và thông số Test nhanh với những bài test ví dụ như là Antutu thì số điểm mà nó đạt được là 1,3 triệu điểm Chuyển sang bài test tiếp theo trên 3D Mark thì cái điểm số cao nhất nó cho ra là 2008 và thấp nhất là 1006 Độ ổn định rơi vào mức đó chính là 57% Cuối cùng là với bên 6 thì số điểm đơn nhân CPU của nó là 1 Và đa nhân là 4 Còn điểm số GPU của con chip này là hơn 8.000 Nhìn qua số điểm AnTuTu ấy thì mình thấy rằng nó không có sự thua thiệt quá nhiều So với cả 8S Gen 3 trên Turbo 3 hay là CV4 Pro Chỉ có điều là với điểm số GPU trong Geekbench 6 ấy, thì nó có phần là thấp thật Còn với những trải nghiệm thực tế của mình với tựa game Genshin Max Setting 60 FPS Thì kết quả cho ra nó khiến mình cảm thấy hơi bất ngờ một xíu Bởi vì cái độ ổn định của nó rơi vào đâu đó tầm khoảng là 56 FPS Ăn tầm khoảng là 2,8W điện Dù vậy thì máy vẫn nóng khá nhanh ở cả mặt trước và mặt sau đâu đó tầm khoảng là 44 cho tới là 45 độ C. Còn với những cái trải nghiệm của mình khi mà sử dụng cơ bản lướt mạng xã hội này hay là xem video TikTok và lướt YouTube thì mình thấy rằng cái khả năng bị lốt lại đa nhiệm của nó nó không còn gặp nhiều giống như là cái phiên bản Neo 5 SE nữa. Mà bây giờ trên Realme UI 5.0 thì mình thấy rằng nó đã khắc phục được những cái vấn đề này. Còn nếu mà trong cái quá trình như sử dụng thời gian tới mà nó có gặp thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn trong những video đánh giá chi tiết. Tiếp theo đó chính là về camera thì trên thông số chiếc máy này sẽ có cảm biến chính 50 megapixel, camera siêu rộng là 8 megapixel và dĩ nhiên là sẽ không có camera tele cho anh em nhá. Chụp trong điều kiện đủ sáng thì mình thấy rằng chi tiết cho ra ổn. Màu sắc khi mà mình chụp phong cảnh thì tương đối là chân thực. Thuật toán nó không bị đẩy màu sắc trở nên quá rực rỡ với những cái tông màu nóng như là đỏ hay là vàng và cái khả năng cân bằng sáng của chiếc điện thoại này cũng tương đối là tốt. Khi mà các bạn nhìn vào màu sắc của vùng trời hay là vùng lá cây thì nó được thể hiện một cách rất là tách bạch. Với camera tele 2x thì đây sẽ chỉ là zoom điện tử thôi chứ không phải là dung khoa học nhưng mà tổng thể thì mình thấy rằng chi tiết cho ra vẫn là đủ để mình đọc được những cái dòng chữ trên cái phần biển quảng cáo menu này chứ nó không xảy ra hiện tượng quá nhòe đó là những trải nghiệm nhanh của mình còn thực tế thì chúng ta vẫn cần phải test thêm nhiều điều kiện. Thứ nhất có thể là chụp xóa phông này, thứ hai là chụp trong điều kiện thiếu sáng nữa. Nhưng mà đây chỉ là một bài đánh giá nhanh của mình với chiếc máy này thôi. Nên là xin phép anh em sẽ chia sẻ trong những video tiếp theo nhé. Còn về cơ bản trên thông số thì nó vẫn còn một cái ưu điểm nữa. Nếu mà chúng ta so sánh với cả Turbo 3 hay là h 3V, đó chính là phần camera trước. Thì sẽ quay được video ở độ phân giải tối đa là 4K30 thay vì full HD giống như hai đối thủ còn lại trong phân khúc. Nói chung đây cũng là một cái ưu điểm nhỏ nếu mà chúng ta so sánh với cả những chiếc điện thoại trong cùng phân khúc thì mình nghĩ rằng anh em nào mà hay quay video kiểu vlog hay là quay selfie thì chúng ta dùng tạm cũng được chứ còn để nói về chất lượng thì mình chưa thấy nó thật sự quá tốt. Còn về cảm giác cầm nắm hay là về ngoại hình ấy, thì cá nhân mình thấy rằng là cái mặt lưng của chiếc điện thoại này nó không còn quá là sập sình đèn led như phiên bản Neo 5 SE nữa mà mặt lưng trên chiếc máy này đã được thiết kế một cách tối giản hơn khá là nhiều rồi. Chất liệu chủ đạo thì vẫn sẽ là nhựa thôi nhưng mà với một cái phần mặt lưng nhựa bóng kính ấy, thì mình nghĩ rằng anh em nên sử dụng ốp nhá, bởi vì như mình sử dụng cầm trần hiện tại thì mình thấy rằng nó hiện thị lên cái mồ hôi hay là dấu vân tay cực kỳ là rõ. Tuy nhiên cảm giác cầm nắm thì mình thấy rằng tương đối là nhẹ nhàng. Cái phiên bản này thì mình cảm giác là nó đã được bo cong ở cả mặt lưng và mặt Trước. Thành ra là cái cảm giác cầm nắm nó không còn bị trơn tuột giống như là phiên bản Neo 5 SI nữa Tuy nhiên chất lượng gia công của phím nguồn hay là phím tăng giảm âm lượng thì mình thấy rằng nó chưa được quá là chỉnh chu Nếu các bạn chỉ cần lay nhẹ vào cái phím tăng giảm âm lượng hay phím nguồn thôi Thì chúng ta có thể cảm nhận được rằng là nó đã bị dơ ra sau một khoảng thời gian sử dụng rồi Chuyển tới yếu tố cuối cùng đó chính là về pin và khả năng sạc thì trên thông số em này sẽ có viên pin lên tới là 5.500 mAh công suất thì phải nói rằng lớn nhất trong phân khúc nếu mà chúng ta so sánh với cả hai mẫu điện thoại còn lại luôn nhưng mà mình thấy rằng trong những cái quá trình mà mình sử dụng thực tế thì cái viên pin 5 rưỡi của Realme nó sẽ chỉ tương đồng với tầm khoảng là 4 năm cho tới là 4 sáu của những chiếc điện thoại đến từ nhà Xiaomi thôi. Bởi vì dung lượng pin sử dụng thực tế của chiếc máy này nó không được quá trâu như là những cái phiên bản mình đã từng sử dụng như là OnePlus A3V hay là Turbo 3. Đây là cái trải nghiệm cá nhân mình thôi nhá bởi vì mình là người sử dụng uh, chủ yếu là sẽ không chơi game mà chỉ sử dụng với những tác vụ cơ bản hàng ngày thôi thì đây cũng là một điểm mà các bạn cần phải lưu ý. Tổng kết lại trong phân khúc tầm khoảng 6,4 triệu đồng Chúng ta đã có một chiếc máy với một cái chất lượng màn hình cực kỳ là tốt trong phân khúc Cùng với đó là chất lượng camera hay là cái khả năng chơi game của nó cũng khá là ổn Và những cái vấn đề mà các bạn thường nói gặp phải Ví dụ như là nhanh nóng này Thì mình thấy rằng nó vẫn còn tồn tại trên cái phiên bản Neo 6 SE Nhưng mà những cái vấn đề ví dụ như là liên quan tới lốt ứng dụng đa nhiệm liên tục thì mình thấy nó đã được khắc phục trên phiên bản Realme UI 5.0 rồi Còn tính tới thời điểm hiện tại với mức giá khoảng 6,4 triệu đồng cho phiên bản base của chiếc máy này thì mình nghĩ rằng nó vẫn là một cái sự lựa chọn xứng đáng trong phân khúc để anh em có thể trải nghiệm Ok và đó là những chia sẻ của mình về chiếc máy này Các bạn thấy sao? Hãy comment phía dưới để mình biết nhá Còn bây giờ thì xin chào